Xin chào các bạn, đây là Prime X Max của Mobistar và đây là cái phiên bản 2017 mới nhất, mặc dù cái tên của nó vẫn là cái Prime X Max không thay đổi. Trên cái phiên bản mới nhất này, chúng ta có một cái máy màn hình theo tỷ lệ 18:9 nhưng mà nó khá là to bởi vì là kích thước của nó lên tới 6 inch. Và thông thường những cái máy khác mà sử dụng cái tỷ lệ màn hình 18:9 thì nó sẽ cho cảm giác là màn hình nó hơi thon dài, nhưng mà với cái Prime X Max này, bởi vì kích thước của nó to lên tới 6 inch cho nên là cái bề ngang của nó vẫn rất là rộng và nó cho một cái cảm giác màn hình to giống như là những cái máy ví dụ như là iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, và đó là một cái điều mình rất là thích bởi vì là cái màn hình nó không có quá hẹp và nó cho một cái không gian hiển thị khá là nhiều. Nhưng mà đáng tiếc cái độ phân giải của nó chỉ là HD 720 thôi. Thêm hai cái điểm đáng chú ý nữa trên cái máy này, đó là nó có đến 4 camera, hai cái phía trước và hai cái phía sau. Hai cái phía sau thì thấy nhiều rồi, nhưng mà hai cái phía trước thì đây là một cái điểm hiếm gặp trên điện thoại di động, và nó cho phép bạn có thể chụp hình làm mờ phông với cả camera phía trước cũng được luôn. Đó, bây giờ camera phía trước hay phía sau đều có thể làm mờ phông. Đó, rất là đặc biệt. Và tiếp theo nữa là cái pin của cái máy này cũng rất là to, 4000 mAh. Kết hợp với cái màn hình chỉ có 720p thôi thì cái thời lượng pin của nó sẽ rất là tốt. Theo mình nghĩ là nó cũng phải kéo được cỡ 1.5 ngày trở lên thì đối với những cái tác vụ sử dụng bình thường. Cái máy này nhìn thì cũng khá là bình thường thôi, và nó vẫn sử dụng cái cổng micro USB. Mình thích nó sử dụng cổng USB C hơn để có thể sử dụng với những cái sợi cáp C cũng đang bắt đầu phổ biến rồi. Cái camera này nó có cái chức năng chụp hình làm mờ phông giống như là portrait vậy đó. Các bạn bấm vào cái nút này thì nó hiện chữ bokeh open. Ngoài cái khả năng chụp hình làm mờ phông thì nó còn có thể cho bạn tăng giảm cái độ mờ của phông nền, tương tự như là cái tính năng Live Focus trên Galaxy Note 8. Cái thanh này khi mà bạn kéo lên thì cái phông nền phía sau nó sẽ mờ nhiều hơn, còn khi bạn kéo xuống thì cái nền phía sau nó sẽ bớt mờ hơn. Thì cái hiệu ứng tia nó không có mạnh mẽ như là trên Galaxy Note 8 nhưng mà nó vẫn hoạt động khá là rõ ràng để mà bạn có thể nhìn thấy được. Thì đây là một cái chức năng khá là hay của Prime X Max, và cái hiệu ứng này nó cũng áp dụng được với cả camera phía trước luôn. Có nghĩa là phía trước bây giờ cũng có thể tăng giảm. Đây, phía trước thì thấy rõ hơn nè. Rồi, xin cảm ơn các bạn.